Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu ba lô túi ép. Thì dụng cụ nó sẽ gồm có 5 cuộn cô tông, cũng chưa tới, nhiều khi cũng chưa tới 5 cuộn đâu, 4 cuộn thôi. Mình nắp 4 hoặc là 5 cuộn, 5 cuộn cô tông, tại vì mình còn làm nắp và làm lỗ tai của nó thì màu đen và màu xanh kết hợp, và hai hạt nút 500, hai bên hông nút khóa sập, kim khâu kéo, kim móc 6.0 và bộ quai đeo bằng da như thế này. Đây là phần ở trên nè, ở dưới nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào bài. Những cái gì chưa không chưa có làm thì mình sẽ bắt đầu. Trước tiên mình sẽ gầy cái đáy túi. Cái đáy túi sẽ là hình bầu dục, và mình sẽ gầy lên 12 mũi. Và cái đáy này là tương đương là 20 cm. Khi mà bạn làm xong thì cái đáy nó được 20 cm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, sau đó lên một bính nè. Tiếp tục quay lại bính thứ 11 12, đi một mũi đơn. Đi tiếp tục mình đi 12 mũi đơn như thế. Mười hai mũi đơn trên 12 chân như thế này. Và đến cái mũi thứ 12 này á, thì mình sẽ vào cái chân mũi thứ 12 này là 3 mũi đơn một chân như thế này. Sau đó mình lại quay lại mình đi 10 mũi nữa. 10 3 nè. 4 5 6 7 8 9 10. Thì cái mũi đầu hàng và cuối hàng này nè, thì mình lại tăng, ở đây đã có một mũi rồi thì bây giờ mình tăng hai mũi nữa là sẽ nó sẽ đối xứng với bên kia. Sau đó mình trượt vào mũi đầu tiên. Như vậy là được hàng thứ nhất. Sau đó lên một bính. Ở mũi đầu tiên này mình lên hai mũi đơn một chân như thế này. Và đi 10 mũi tiếp theo. 1 2 là những mũi đơn không tăng. 3 4 5 6 7 8 9 10. Bắt đầu mũi thứ 11 là mũi ở ba chân nè, ba chân ở mũi cuối nè, thì mình sẽ vào một mũi, hai mũi đơn một chân, tổng của nó sẽ là 6 mũi. 1 2 1 2, sau đó là tiếp tục đi 10 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hai mũi còn lại là bộ hai mũi một chân như thế này. 2
Sau đó mình nối với lại mũi đầu tiên. Bây giờ tiếp tục mình sẽ đi mũi tiếp theo. Mũi tiếp theo mình đi đen. Nhưng mà mũi này mình sẽ đi mũi đơn ngược. Thì nó đơn ngược, à, không phải đơn ngược. Ngoặc trước. Đây, bây giờ mình đi ngoặc nè, đằng trước nè. Mình lấy mũi đơn này lên. Làm lại nè. Bây giờ mình lên một bến, sau đó mình ngoặc nè. Ngoặc trước, ngoặc từ bên mũi bên này qua cái mũi bên này. Đó gọi là mũi đơn ngoặc trước. Một nè. Cái mũi tiếp theo sẽ là hai. Hai mũi đơn ngoặc trước. Đè xuống nè, mình đè xuống nè. Như thế này. Mình đã tăng rồi đó. 1 2, 1x2v. À 1x1v, sau đó mình sẽ đi tiếp. Mũi toàn bộ cái hàng này mình sẽ đi mũi đơn trượt. Đi được 10, 2, 4, 6, 8, 9 nè, 10 là đi mũi đơn ngược bình thường, 10 mũi rồi nè. Bây giờ bắt đầu ở đây, mình sẽ tăng, mũi đầu tiên là mình sẽ tăng 2, 1 nè, 2 nè, sau đó lại là 1 nè, rồi lại là 2 nè. Sorry. Ở đây á, khi mà bạn đi 2 1 rồi nè thì bắt đầu cái mũi 2 2 này mình sẽ đi hai mũi ở ở giữa nè. Bây giờ là mũi thứ nhất mình đi hai mũi một chân, mũi thứ hai mình đi một mũi một chân, mũi thứ ba mình đi hai mũi một chân, thì mũi thứ tư mình cũng đi hai mũi một chân. Đó là cách mà mình làm cho cái vòng oval này nó không bị vỉnh lên hoặc là nó dùng lại. Đây, tiếp tục là hai mũi đơn một chân, hai mũi đơn ngoặc đơn ngoặc trước, mũi đơn ngoặc trước, sau đó lại tiếp tục là một nè. Bây giờ này là hai, nó sẽ đối xứng với bên kia. Sau đó bây giờ mình đi tiếp hai mũi, ba mũi, 4 mũi, 5 mũi, 6 mũi, 7 mũi, 8 mũi, 9 mũi, 10 mũi. Bắt đầu mũi thứ 11, mình sẽ đi 2 mũi đơn 1 chân. 1 nè. 2 nè. Rồi lại là 1. Sau đó là 2 mũi 1 chân, 2 mũi 1 chân liên tiếp 2 mũi này. 2. Sau đó lại qua bên này 1. Trở lại 2 nè. Sau đó mình sẽ trượt vào mũi đầu tiên. Đó. Cứ như thế lên một bánh. Giờ mình được cái đáy nè. Đây, mình được cái đáy gần 20 cm rồi nè, thấy không? Đây là cái đáy 20. Nè, đáy 20 nè. Rồi bây giờ từ cái đáy 20 này á, mình sẽ đi thẳng lên. 20 đến 24 cm thì mình ngừng lại. Mình cứ việc đi mũi đơn. 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Thì cái luôn luôn cái mũi mình nấu đối đây nè, nó nằm ở đằng trong để mà mình ở mặt ngoài mình đẹp hơn. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tổng của các hàng là 40 mũi. Cứ như thế mà mình lên từng hàng. Tầm 20 hàng là nó đã được 24, 23 cm rồi. Cho nên ở đây mình mà đi hàng này hàng thứ hai nè. Đây như thế này. Cứ thế mà bạn đi thẳng lên. Nó theo mà mình móc theo kiểu mũi đơn ít là từ đây mình móc xuống như thế này, đưa lên thì nó sẽ ra cái đường 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 thẳng lối như thế này. Sau khi mà mình làm được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 hàng thì mình sẽ dùng thước dây mình đo. Nó sẽ được 20 và nếu như tính luôn cả đáy luôn. Đây, 20 thì nó sẽ được 24 mà nếu như mà tính từ ở cái góc độ mà miệng từ cái phần này lên nè, từ cái hàng này nè lên thì nó sẽ được 20. Sau đó thì tới đây thì mình dừng rồi. Đây, sau đó mình sẽ đến nút nè. Đây. Như thế này được không? Và bây giờ mình lấy như thế này. Cắt một đoạn, cắt ra. Và bây giờ mình bắt đầu mình sẽ tính ra. Đây, bây giờ cái nút cách đây 2 vòng từ cái mũi này nè, 2V1X2V thì từ cái 2V này mình chạy đi lên thẳng một đường như thế này, sau đó mình dễ ngang qua để dọc nè, tại vì dọc á, thì nó sẽ dễ ăn hơn nè. Bên này.
kìa. Mình đếm tiếp từ đây. Đây mặt xong. Mình đếm tiếp 1, 2, 3, 4 nè. 1, 2, 3, 4 nè. Đưa vào đây. Như thế này. Cái khi mà nó hít thì nó hít cái ở phía sau này. Tại vì ở trước này nó cần cần cái tốt hơn là xong. Tiếp tục ở đây, ở bên hàng bên này. Bắt đầu từ bên này. Hàng 2, 1, 2. Đi thẳng lên trên này. Và nó là đếm tiếp 1, 2, 3, 4. Cái lực tài mình không có mạnh á. Yeah.